Đến hẹn lại lên. Kim xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Khỏe đẹp 25 giờ. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay thì chương trình có nhận được email của bạn Thu Thảo. Bạn đến với chương trình và mong muốn là sự thay đổi mái tóc của mình làm sao cho đẹp hơn, cá tính hơn và vẫn phù hợp với công việc của bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi gặp bạn ấy nhé. Anh chào anh Minh. Chào em. Em là Kim đến từ chương trình Khỏe đẹp 25 giờ. Ngày hôm nay thì chương trình có nhận được email của bạn Thu Thảo. Bạn có mong muốn là sẽ biến hóa mái tóc của mình làm sao mà cá tính và xinh đẹp hơn. Thì Thảo ơi, Thảo có thể chia sẻ với mọi người là tại sao Thảo lại có ý định táo bạo là muốn thay đổi màu tóc của mình cho nó cá tính hơn được không? Hiện tại thì em đang làm quản lý talent bên mảng truyền thông đa phương tiện. Thì em muốn thay đổi bề ngoài của mình phù hợp với lại công việc hơn. Vậy thì chắc là phải nhờ chuyên gia tạo mẫu tóc chúng ta ngày hôm nay, anh Minh sẽ tư vấn để cho Thảo có một cái mái tóc mà đúng với mong muốn của Thảo được không ạ? Với những gì anh nói ấy, thì bây giờ thì làn da của em cũng là làn da sáng ấy. Mình có thể thay đổi theo những cái xu hướng màu thời trang bây giờ chứ. Như kỹ thuật nhuộm mình sẽ nhuộm màu theo kỹ thuật Palahat và đi tông màu hồng, cũng là màu mà đang là trend mới nhất năm 2021. Thì chắc là em sẽ nhường lại không gian này để cho chuyên gia của chúng ta sẽ biến hóa Thảo thành một cái con người khác nhé. Okay. Anh ơi, em có sưu tầm mấy cái mẫu này nè. Mấy cái màu hồng Blackpink á, anh cảm thấy tóc em phù hợp không anh? Ok. Nó có màu xám nữa, màu hồng. Hình mà em thấy trong hình đó là hình như là màu hồng nhạt, cái màu hồng đậm đúng không anh? Nếu như em thì anh sẽ nhuộm cho em màu hồng nhạt này ha. Và nhuộm chuột màu. Những màu này thì mình sẽ tẩy tóc. Dạ này mình sẽ tẩy phần đuôi để chuyển từ trên xuống và bắt đầu mình nhuộm. Với cái tóc của em á thì phần đuôi này nó sẽ hơi khô sơ một chút xíu. Sau khi mà mình tẩy và nhuộm xong mình sẽ cắt bỏ một chút xíu phần đuôi, thay đổi dáng tóc. Cái dáng tóc này nó cũng là ngang á, không xù á, mình sẽ thay đổi một chút xíu dáng tóc nữa. Trong quá trình mình làm á, mình sẽ kết hợp với phục hồi để tải độ mượt cho tóc. Giờ thì anh sẽ đưa cho em thêm tham khảo thêm một vài màu nữa để em có nhiều sự lựa chọn cho em hơn á. Dạ, dạ, cho anh cho em xin bảng màu để coi. Ở đây thì có rất là nhiều màu ha. Bên đây là những gam màu mà thời trang sẽ giúp cho mình nó thay đổi, nó có sự cá tính hơn. Cái màu hồng mà em thích trong hình nó sẽ là màu này. Ngoài trừ những màu đó, mình có thể đi theo những tông màu dạng như tông lạnh. Nhưng mà với vóc dáng của mình nhé, thì anh thấy em sẽ đi theo những cái màu mà nó có một chút xíu ánh sắc, một tông ấm một chút xíu, ví dụ màu hồng hoặc là phối một chút ánh tím á, nó sẽ hợp hơn. Đa số thì những cái tông lạnh thì sẽ dành cho những người mà có vóc dáng thon gọn hơn. Tại vì đó giờ em cũng chưa nhuộm á anh, em không biết là khi mà nhuộm xong tóc em có dễ bị khô đồ nọ rụng nhiều không? Tại vì em cũng sợ bị rụng tóc nhiều á. Về phần tẩy tóc thì chắc chắn là nó sẽ làm cho tóc mình hơi khô, nhưng mà mình rụng tóc thì nó sẽ là không. Rụng tóc thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà mình tẩy tóc thì nó sẽ không có rụng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bước nâng tông cho mái tóc lên level 8. Bước này mình sẽ để trong thời gian khoảng 30 phút, sau đó xả sạch. Bước tiếp theo mình sẽ sấy khô và sử dụng bột tẩy để tạo hiệu ứng trượt màu cho mái tóc. Bước tiếp theo mình bắt đầu lên màu nhuộm. Mình sẽ nhuộm đều từ trong ra ngoài và chờ trong thời gian 30 phút là được. Bước cuối cùng mình sẽ xả sạch và phục hồi tóc và chờ đợi kết quả nhé.
Wow, một cái mái tóc hết sức là hot trend mà rất là nổi bật luôn. Thảo ơi, bây giờ Thảo có cảm giác gì với cái mái tóc này? Tại vì thật sự là quá nổi bật luôn á Thảo. Em cũng cảm thấy như vậy. Nó rất là khác biệt so với lúc ban đầu đúng không? Lúc ban đầu luôn. Và không biết là cái mái tóc này em có hài lòng không? Tại vì lúc đầu á, mong muốn của Thảo cũng là muốn mình có một cái mái tóc nó phong cách và cá tính hơn rất là nhiều so với cái mái tóc ban đầu. Em có hài lòng không? Em rất là hài lòng với mái tóc này. Anh Minh ơi, em không biết là anh có gặp khó khăn gì khi mà xử lý mái tóc của bạn Thảo không? Tại vì lúc đầu em thấy là tóc của Thảo cũng khá là dày và dài á. À, với mái tóc của Thảo thì nó bị bung xù á. Nên là khi mà mình xử lý thì nó sẽ khá là khô sơ và tạo cái cảm giác nó hơi bung lên. Đó là điều khó nhất trong cái mái tóc của Thảo thôi. Dạ. Anh Minh ơi, em thấy cái mái tóc này nè. Em cảm thấy giống như là nó sáng với lại... khá là khó giữ tóc, không biết là anh có bí quyết nào mà anh chỉ cho em với. Với những cái tóc này mình đã qua những cái lần tẩy và nhuộm á, về nhà mà em xài tóc á thì em sẽ xài kèm thêm các bộ dưỡng của tóc, và với màu nhuộm này là những màu thời trang thì mình sẽ xài dầu gội giữ màu thì nó sẽ giúp cho mái tóc mình nó mềm mượt và bền màu hơn. Với những cái dạng sóng như này em có thể về gội đầu xong em làm khô tóc và quấn lô lại. Hoặc hiện nay anh thấy trên thị trường cũng có nhiều máy uốn giả, người ta bán rất là tiện lợi cho mình. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn bàn tay phù thủy của anh Minh ngày hôm nay đã biến hóa bạn Thảo thành một con người hoàn toàn khác, phong cách cá tính và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.